Bạn tin không? Đây là bộ pin dùng được tới 10 năm. Một viên pin này có giá trị sử dụng bằng 5.000 viên pin con thỏ mà giá thì lại cực kỳ rẻ. Đó chính là bộ sản phẩm pin 2A và 3A vĩnh cửu này đây. Một bộ pin tiểu 2A và 3A bên em sẽ gồm một bộ sạc, 6 pin 2A dòng pin con thỏ, 3 pin 3A để thay thế cho các dòng pin con thỏ thông thường, các pin mic hát karaoke, đồ dùng trong gia đình, đồ chơi trẻ em. Là thành quả sáng tạo của Đài Loan năm 2020, một điểm giúp cho bộ pin vĩnh cửu này được rất nhiều gia đình lựa chọn chính là nhờ tính năng hết pin lại sạc, mua một lần có thể sử dụng tới 6 năm, vừa tiết kiệm tiền vừa bảo vệ môi trường và đặc biệt là sử dụng được cho tất cả các thiết bị điện tử trong gia đình. Với bộ pin tiểu 2A và 3A vĩnh cửu này, gia đình bạn sẽ không còn phải lo lắng, khó chịu khi các dòng pin thông thường không thể đáp ứng được nhu cầu của chúng ta và thường xuyên hết pin bất chợt khi cần sử dụng, và lại còn tiết kiệm chi phí nữa. Vì tính năng vượt trội nên chắc chắn là người đàn ông của gia đình sẽ phải có ngay một bộ pin này trong ngôi nhà của mình rồi. Đặc biệt, chính sách bán hàng của công ty em giúp khách hàng an tâm tuyệt đối vào từng sản phẩm được bán. Khi mua hàng sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc, nhận hàng ưng ý mới thanh toán, trả hàng miễn phí trong tuần và bảo hành sản phẩm lên tới 3 năm, nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm tuyệt đối về tính năng và tuổi đời của sản phẩm trong quá trình sử dụng. Chương trình khuyến mãi đang được diễn ra duy nhất trong ngày hôm nay. Mua một bộ ưu đãi từ 360.000 đồng xuống còn 280.000 đồng. Mua hai bộ trở lên giảm từ 360.000 đồng xuống còn 250.000 đồng một bộ. Là gia đình chúng ta có thể sở hữu ngay một bộ sản phẩm pin vĩnh cửu này rồi. Từ khi có bộ sản phẩm pin vĩnh cửu này thì gia đình của Ngân đã không còn phải lo lắng về vấn đề mất thời gian đi mua pin và lúc cần thì pin lại hết nữa, cực kỳ hữu dụng và tính tiết kiệm lại cực kỳ cao. Các bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay inbox hoặc comment số điện thoại bên dưới video này hoặc liên hệ trực tiếp theo số hotline 086 928 9696. Bên công ty em sẽ tư vấn trả lời ngay. Chúc các bạn mua được sản phẩm ưng ý.